Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay là một buổi chiều thứ hai đầu tuần. Đó, hôm nay cũng nhóm 16, 17, dì Sưng cũng có nấu đồ ăn. Đó, hôm nay là nấu canh khoai sao? Sao? Đừng có hủ vô mắm cho em ăn. Canh khoai với tép á. Canh khoai mỡ, tép. Canh khoai Canh mỡ, khoai tép. mỡ nấu với tép, với Nè. khô dứa. Đó, hấp dẫn nha cả Với nhà. lại vô mắm. Đó, đây là khô cá dứa. Rồi hấp sảy con bà thủy luôn. Ở đây là có dưa mắm luôn nha. Trời ơi, tới công chuyện luôn cả nhà ơi. Bữa nay trời mưa gió mà ăn những cái món này là bao tơi luôn. Không, nãy có cái đám kia mới kiếm gì chứ, để qua khỏi gì chứ đi. Gì chứ? Nãy có người kiếm gì chứ kìa. Ủa, có biết ngày chưa? Có biết ngày chưa? 18 cây đồng cụ ông bà. Trời ơi, 18 cây hả? 19 cây mẹ Quan Âm đến. 19 cây mẹ Quan Âm hả? Rồi chứ có định cái ngày làm linh đình không? Trời ơi, trời ơi. Giúp anh. Anh dạo anh nút lưỡi, nút cái không biết rồi. Nút cái là ra hết đàm luôn anh. Anh là của vị cuốn kinh của gì chứ, cứ hút một cái là đây đây gì đây 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 không có chơi chiếc ăn nữa chứ, phải nói đàng hoàng chứ, còn để là cho gì vậy đó, nghe học lý thì đưa nè. Gì chết gì phù hộ cho con, trời ơi nghe đã, gì chết gì phù hộ cho con hả? Mày nói gì nữa lại đi, cũng tưởng bò đi mày sâu cá mày chứ, mày ăn dơ gì chứ, bữa nay làm giống nhân bụi đời vậy. Rồi, cái này là cái dấu hiệu rồi đó. Cái này chứ có dấu hiệu nha, ăn mà bốc mà cái kiểu lần sau á. Vợ chồng chức tắt máy luôn rồi, chức ho hoài. Ăn hết cơm thôi. Để ừ. Mình... Đó. Không có để găng vô không có nhai được. Ăn lùa lùa xong rồi nuốt không nuốt trọng không à. Ăn từ từ thôi chức ơi, tự nhiên ăn cá mà bỏ ngoài vậy. Không thấy đường hả? Ăn cá không thấy đường. Thôi bỏ nguyên cục cơm vậy đó, khỏi sao. Đút vô miệng đi, để con đút. Đi. Chức làm gì căng cái gì chức? Trời, tháng này tháng 7 nha, gì chức? Tháng 8 đi trước, tháng 7 đi sau. Tháng 8 đi trước, tháng 7 đi sau hả? Mày chức tính đi tháng nào cho đẹp? Tháng 7 đẹp hơn. À, tháng 7 đẹp hơn hả? Là ý là đóng cửa ngục này chức đi theo luôn hay sao? Ai giờ cũng ấn. Là 12 giờ 31 tháng tháng 7 không? Đó, đó. Ăn cho cố vô làm chi, ăn từ từ thôi. Bây giờ nói ăn bỏ cơm đi, ngưng đi. Con nói là ngưng đi, đậu xíu để lúc đi làm gì nhai hoài vậy? Cơm trong họng đi. Để đây đi, ăn hết đi. Nuốt hết cơm trong họng đi. Uống nước đi, uống miếng nước vô đi. Để uống ngay. Trời chứ uống miếng nước đi. Chứ uống miếng nước đi rồi. Trời ơi, ơi tôi nói qua kìa chứ, tôi nói qua kìa. Bên dưới đang tăng sang ngày á. Bên nhà diễn. Rồi. Qua bếm cơm nữa còn. Qua bếm cơm hả? À? Mấy muỗng? Thôi chứ qua bệnh là lấy đi. Uống cơm rồi. Bếm cơm hả? Mày chức lấy cá bỏ vô chén đi, ăn dơ quá bỏ chén đi qua bệnh bới cho. Ôi chức ăn. Để qua bệnh bới miếng cơm cho chức. Đó, cái tùm lum luôn á. Nói giờ còn sẽ bới miếng cơm cho chức nha cả nhà. Mình bới ít thôi chứ chức ăn nhiều chức mệt đó cả nhà ơi. Đó chức cơm đã cới, giờ cơm cới rồi, giờ cơm cới rồi, dậy đi thôi. Ăn bằng muỗng nha, không có rồi. Dễ quá. Ê, này háo cái găng ra nhìn dễ thương ghê trời. Gì? Mớm. Hôm qua đi khám bệnh sao rồi? Đâu đến bơm tiền vô, lấy hồ sơ qua đi bơm tiền vô cho.
nó coi đi, thấy một đống da phổi. Để cái bơm mấy cái ngày bơm 50 triệu được không? Được không? 50 triệu mua cái hầm này. Đó hôm nay chức ăn tới thiệt luôn á cả nhà ơi, đó. Mày chức ăn từ từ thôi, đừng có ăn ngốn cái này, ăn ngốn cái này đâu có được đâu, không có tốt cho sức khỏe. Mày sao ăn mà tì gầy trời ơi. Nhai từ từ thôi, ơi khô cái dứa như đâu có xương đâu anh. Húp nước đi. À lấy cái hút này chứ. Cái gì? Húp miếng nước đi. Dính xì kèo quá. Trời ơi, chất hút nè đó. Ngon không? Thường là mình húp không canh, giờ hút hút bằng ống hút luôn. Sao tao hút đã mình nói ăn canh kì. Em quý quá, em quý quá. Quá trời bãi, trời chồng gọi nữa à, chồng ngớ chất luôn á. Ừ đó, dựa vô. Nói gì nói đi mày. Ăn không yên vậy. Đó nè biết cậu. Ta đi heo giật có hồn mà lấy mày mệt mỏi quá. Rồi sao mệt, chứ bữa giết bé qua bển vui vẻ mà chuyện giờ lan mệt là sao? Bộ chồng, trời ơi đừng có nhả ra. Thôi hút đi, hút đi, lấy hút hút đi chứ. Đó. Nè, ăn nè, mày thấy hổ không? Ăn. Cô hút nè, cô hút nè. Chồng chứ còn coi không? Lòng má mày có chồng ở đâu tao biết. Ủa cái gì chấn động gì, gì chức giật chồng luôn hả? Tao quýnh mày nó lọt con. Ghê vậy, thôi thôi bớt nóng chứ tháng 7 nha, tháng này là tháng, một tháng là làm việc thiện nhiều lắm ơi, chứ là hôm qua thấy gì chứ đi đi thả cá, sao hôm qua gì chứ không thả, sao chứ không thả mình xuống luôn gì chứ, chứ thả trời mưa nguyên đám cùng quá trời. Nhưng mà ý sao gì chứ không thả mình qua dụng thân lên ống tre mà sao gì chứ không thả mình xuống luôn. Ồ ăn mà cái cay cung lắm nha. Ngày nay nước ông cơm. Ủa bộ đi bên kia không cho ăn hả? Ơi nói là bậy rồi, con thấy lên clip đi ăn đồ cầm lum á chứ làm không có ăn. Ăn gì mà? Chứ họ đi không ăn là lấy gì có sức đâu mà đi. Hôm qua anh gà như có dẫn đi ăn hủ tiếu không? Ờ thấy không vậy mà la không có ăn. Ý là không ăn cơm á. Ý là chứ không ăn cơm á. À nó chỉ chậm đi chứ. Châu miếng nước sôi vô bà châu. Miếng nước sôi vô uống đi. Nóng nước nào gì chứ? Bỏ hết rồi. Cho mấy nước trà nóng vô. Đó cuộc đời chức sẽ về đâu. Mẹ, thảm quá trà thủ quốc luôn. Để đây nóng. Cho miếng trà. Trời ơi gì ghê vậy má, cho uống mà dầu hôi vậy. Ê chó đẻ tháng 7 nha, muốn gì ra đây quýnh lộn mày. Đứa vô chợ quán, đứa vô chợ đi. Đây mày, ra quýnh lộn chó. Chó mày ba nốt nhạc. Ba nốt nhạc thôi mày, ba nén ngưng trầm. Ba nén ngưng trầm, con xin giấy hồn anh. Được linh yên, anh chứng kiến gia đình. Đêm hôm nay em chết với hoàn toàn. Lòng hao tâm để biết Tống Nguyên ơi, căn nhà này từ tay Tống Nguyên cất, quần áo em anh lo an toàn. Đêm hôm nay em đứng trước quan tài, Tống Nguyên ơi về đây đấu cho em uống nước nhớ nguồn. Quay vô làm con phải yếu, sông cha như núi cây sơn, nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho chồng chữ hiếu mới là đạo con. Quê vô. Còn đêm nay cuối cùng mời đi theo tiếng anh vô nghĩa địa thời trang. Rồi mày cứ lỡ gì tao không? Lên bông gì chứ ơi, lên bông. Uống sữa bò mày uống coi vô. Chuyện vậy sao chống đối?
Hỏi lý do sao chống đói, nói chứ chống đói. Lý do sao chống đói gì nói coi. Đừng có vu oan nha. Đừng vu oan nha, tháng 7 nha. Tháng 7 nha, nghiệp đến lẹ lắm nha. Như Lan chất nữ nha, tao về chờ gặp chồng tao gắm Lan lên dắt tay đứa con. Ta cao tiên bay xuống tá lỗ ly ngập ngà. Vậy mày nói gì nói đi. Cầm bây giờ mày không nói. Chống đói này gì? Đói gì? Nước gì ngộ ngộ vậy? Uống đến cho can đạm nó mới xuống được. Chống đói này gì ý mày sao? Không rồi. Mày nói đi, cặp mẹ. Anh nói gì chứ chết đói coi chứ không chống đói. Đâu gọi lại liền chứ. Thôi hỏi rồi. Đâu đưa đây mượn con gọn cái đi. Bên rồi, nó còn 500 rồi. 200 gọi cho cục ghẻ ngẻ cuộc đời luôn đi, cho nó hết luôn đi. Lại cái. Ôi chồng yêu để tìm dữ vậy. Tìm dắt. Em nói chuyện cắt phá là sao? Cắt phá là dễ à? Nào nó bán lại. Chẳng giờ bán cái chục con gà đó. Bán ở đây luôn hả? Bán ở đây luôn. Còn con chùm lót rồi. Ê chức ngu không? Nói đi con. Nè bà này bà mua nè. Chức. Bán luôn rồi chức. Đó. Hai vợ chồng gọi nhau chịu. Mấy anh em đây lụm gặm tháng 7 nha, lụm cô hồn nha. Giờ qua đây bán lại cho bên quán dì Sưng. Ơi có mua không? Mấy này bán rẻ lắm, hỏi 30 được không? Chứ hỏi 30 đi, miếng heo quay đó 30 là rẻ đó, lời đó. Gì? Miếng heo quay rẻ nó đồ bán. Ông má. Sao vậy? Mua nó lời chứ miếng nó ra ngoài mua 200 ngàn á, giờ hỏi nó 30 50 chịu không? Đây bán mì gói cho bà luôn mày. Ê chứ hỏi có bán rẻ lại không? 30. Mày bán nhiêu không? Ở má chết đi. Ấy luôn đi, bà mua đó. Đó mì gói đâu có bán heo quay. Mì gói này của ai? Đó này chắc là đổi một cái phong cách mới nha.